Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bông hoa cây cảnh trên cả nước, đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với bãi kiện của anh Quý ở Ô Môn, thành phố Cần Thơ quý cô chú anh chị nha. Giao lưu hôm nay là mình có một số phôi mai vàng, cây đế quái, đế nơm, đủ kiểu đủ dáng luôn quý cô chú anh chị nha. Dạ kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Quý ạ. Rồi cây bonsai lục lực đế nơm luôn ha cô chú anh chị. Dạ em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ kênh, ủng hộ chỗ của anh Quý ở những clip trước ạ. Chúc cô chú anh chị mình xem clip thật là vui và chọn được những phôi mai ưng ý luôn nha. Dạ xin chào anh Quý ơi. Rồi chào kênh, xin chào kênh. Hôm nay em có về mà một được một lô phôi, mong quý cô chú anh chị ủng hộ em ạ. Em ở khu vực phường Thuận Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0907 384540. Đó cũng là số Zalo của em ạ. Mong quý cô chú anh chị ủng hộ em ạ. Rồi cũng không để là mất thời gian ha, mình vô chi tiết cây số 1 luôn ha. Rồi đầu clip là phôi mai vàng luôn nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao nó được là 47. Dạ. Đường kính bầu nó 42. Rồi cây này đế đều luôn nha cô chú anh chị ha. Cây này sống khỏe nha cô chú anh chị. Đâm một sống khỏe hết luôn nha cô chú anh chị. Rồi hoành eo nó được là 28. Dạ vị trí là 28. Rồi đế đều dán trực cô chú anh chị nha. Rồi đào liếp mình giao cây này, giao lưu cây này giá bao nhiêu? Rồi cây mã số 1 này giao lưu là 1,7 triệu. Dạ. Bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi 1,7 triệu phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Rồi em đổi cây luôn anh ha. Rồi. Dạ tiếp theo cây mã số 2 tiếp tục là cây mã số 2 thì dán thú bài bài nha. Rồi cây này dán siêu nha quý cô chú ha. Rồi chiều dài nó được là 59. Dạ. Rồi và neo nó chỗ này là được là 34. Cái này bụng bự. Thú này ăn no nè. Rồi đường kính bộn nó được là 50. Dạ. Rồi dáng nó cũng quái quái lắm nha quý cô chú anh chị. Cây số 2 mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Cây này mã số 2 là giao lưu là 1,8 triệu, cũng bao phí ship toàn quốc luôn. Dạ, phôi mai vàng dán siêu 1,8 triệu nha cô chú. Cây này phía trước có gãy chịu luôn rồi cô chú nha. Đây nè. Bụng phải luôn. Dạ rồi, em đổi cây ha. Rồi, mã số 3. Rồi, đó là cái mã số 3. Dạ, cây này trực đế nhôm nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi chiều cao nó đo được tới đây là nó 79. Dạ. Rồi hoành thân nó được là 30. Dạ. Cây này củ nở nha cô chú anh chị. Rồi đường kính bầu nó được 62. Dế thả đường gan cho. Một cây dán trực cô chú anh chị, trên này những cái tụ thị luôn nha. Dạ. Này chi cành nó có sẵn nha cô chú anh chị, mua về là ghép vô là mau chơi lắm đó. Dạ cây số 3 này mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Cây số 3 này giao lưu là 2,9 triệu. Dạ, cũng bao phí ship toàn quốc luôn. Cây dán trực đế đều luôn nha cô chú anh chị. Dạ, rồi em đổi cây luôn nha. Tiếp tục là mã số 4. Cây này xù nha cô chú anh chị. Mã số 4 cây bonsai lùng lực luôn ạ. Này xù dán thú nha. Này em gọi kỹ như cái này đẹp lắm. Này xù hết trơn rồi nè cô chú. Đang sống khỏe nữa nè. Nguyên một bệ lưng dữ lắm luôn ha cô chú nha. Đang gỡ này kêu anh chị ạ. Nè xù hết rồi nè. Cái này cũng đã đâm một sống khỏe luôn. Sống khỏe. Rồi chiều dài nó là được 26. Rồi anh thân nó chỗ này là để như 28 đi. Dạ vị trí này 28. Rồi đường kính bộ nó được là 45. Cây xế đế đẹp nè, chứ đơn sổ đều gan cho cô chú anh chị ơi. Cây này đế đều luôn nha cô chú anh chị ha.
Dạ, cây bonsai lùng lực luôn nhau hết thôi các anh chị. Dạ, mã số 4 này em giao lưu là 2.700.000, cũng bao phí ship toàn quốc luôn. Dạ, rồi 2.700.000. Cây đỏ nha. Rồi mã. Dạ mã. Mã số 5. Số 5. Cây này cây xù nha cô chú anh chị. Dạ, thôi may về. Không được rồi. Cây này dán trực luôn nha cô chú ha. Rồi chiều cao nó được là 40. Dạ. Rồi quần eo chỗ này nó được là 34. Dạ. Rồi rễ nó cắm xuống á mày nha. Đường kính bầu nó cũng 40 luôn. Cái này đế sổ nó cắm xuống đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Xù hết trơn rồi nè. Này, có cái mặt thẹo chỗ này mà nó kéo bít hết trơn nha cô chú anh chị. Cái bít luôn rồi. Cũng là một cây lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Mã số 5. Số 5. Rồi, cây bên này mã số 5 này em giao lô là 2.900.000, em cũng bao phí ship toàn quốc luôn. Dạ, cô chú anh chị mà xem chi tiết lại cái cây lần nữa giúp em à. 2.900.000. Mã số 5. Dạ rồi, anh nói ha. Rồi tiếp tục là mã số 6. Số 6, cây này thì phong cao ha cô chú anh chị. Cây này tông cao, chỉ cành có sẵn dễ chơi cô chú ơi. Rồi, chiều cao nó được là 1m4. Dạ. Tán ngang luôn đi. Cốt cành đều. Cốt cành và thả đều ngang chứ nè. Tán ngang được 60. Cái này mua về là chờ là không ghép. Để gì chơi không ai ghép vô mau chơi lắm cô chú anh chị ơi. Dạ, đế thì nó gom. Đế cũng gom đều ngang cho nè. Rồi quanh eo nó được là 27. Dạ, quanh 27. Rồi đường kính bầu nó 41. Rễ nó bấu xuống không mà nha cô chú anh chị. Rễ nó cắm xuống không mà. Cây này thì thân lắc có cốt cành đều luôn à. Dạ, mình giao cây này giá bao nhiêu ạ? Cây mã số 6 này em giao lô với cô chú anh chị là 2.900.000, em cũng bao phí ship toàn quốc luôn. 2.900.000 nha cô chú, thôi mai vàng phong cao. Dạ rồi. Cái mã số 7. Mã số 7 cũng phôi mai vàng nha cô chú anh chị. À, cây này lực cây sát lớn luôn nha cô chú anh chị. Dễ đế bỏ đều ngang hết trơn nè. Đế sổ luôn nha cô chú nha. Rồi chiều cao nó được là 80. Quần eo chỗ này được là 41. Đường kính bầu nó được là 60. Cái này đế sổ mà nó gom củ luôn nhau. Rồi củ lửng lửng này coi. Rồi cái củ lửng lửng này được là 80 luôn nè. Dạ. Rồi mã số 7 này em giao lưu là 5.700.000, cũng bao ship 200 km. Đây, cây này nặng lắm cô chú anh chị ơi. Dạ 5.700.000 nha cô chú anh chị. Cây này nhìn sát lớn lực cây lắm với cô chú nha. Dạ. Dạ. Mã số 8. Mã số 8 cũng là phôi mai vàng. Đế nôm luôn quý cô chú anh chị ha. Đế như đế đước nha cô chú anh chị. Nó gối gối rồi nha cô chú. Cộng rễ lực lắm luôn à. Rồi chiều cao nó được 55. Dạ. Quần eo nó được là 29. Dạ. Rồi đế sổ. Đế sổ nó được là 21. Dạ. Đường kính bầu nó được là 52. Cộng rễ lực lắm nha cô chú anh chị, cho đế nó gom lại ha. Mặt cắt cá nhựa lên mạnh luôn nha cô chú anh chị. Dạ mình giao lưu cây này giá bao nhiêu anh ha? Mã số 8 này em giao lưu là 1.900.000, cũng bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi 1.900.000. Dạ. Tới mã số 9, cây này xù nha cô chú anh chị. Mã số 9. Cây này cũng đã đâm tuột sống khỏe nha cô chú nha. Ừ. Rồi. Sủa hết trơn rồi nè. Có cái mặt cắt này nè, mặt cắt mà đang kéo thẹo nè, kéo gần liền luôn rồi nè.
nhưng mà hớ cây ra cho chú. Lùng lực. Rồi chiều cao nó được là 30. Rồi và neo chỗ này được là 28. Dạ. Rồi đường kính bầu nó được là 32. Rồi cây bonsai để bàn nè. Rồi cái ma cái mã số 9 thì em giao lưu là 1.700.000, cũng bao cái ship toàn quốc luôn. Dạ 1.700.000. Dạ rồi. Tiếp tục là cái mã số 10. Số 10 là phôi mai da. Phôi mai vàng nha, cũng này cũng nó cũng xù rồi nha cô chú anh chị. Dạ. Xù hết trơn rồi nè nha. Cây là gióp cây nha quý cô chú. Rồi chiều cao nó được là 82. Dạ. Rồi quành eo nó được là 34. Dạ dạ. Cái này đế nó gom cũ luôn nha quý cô chú ha. Rồi đường kính bầu nó được là 54. Cây này nó xù nha cô chú anh chị. Này lên da xù xì bứt tay luôn á quý cô chú anh chị. Dạ, mình giao luôn. Rồi cái mã số 10 này giao lưu là 2.500.000. Em cũng bao quý ship toàn quốc luôn. Dạ rồi, 2.500.000. Rồi em nở cây luôn nha. Cái mã số 11 cũng là phôi mai vàng. Dạ cái này trực lắp có cốt cành đều luôn hả? Cái này có cốt, có chỉ cành có sẵn rồi nè. Rồi chiều cao nó được là 90. Ừ, quần eo nó được là 28. Dạ, cái này cũng đế sổ. Đế sổ, cô chú anh chị. Rồi, đường kính bầu nó được là 52. Rồi, có tay cành luôn cô chú anh chị, thân lắc luôn nha. Em xin thọ, giá giao lưu luôn à. Mã số 11 này em giao lưu là 2.900.000, bao cái ship toàn quốc luôn. Thôi mà dạng mã số 11 nha cô chú, 2.900.000. À, em đỡ tay luôn ha. Rồi, tới mã số 12. Cũng là phôi mai vàng luôn. Lùng lực đế nôm nha. Đế này đế nôm nha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao nó được là 33. Rồi, quần eo chỗ này nó được là 27. Dạ. Đế nôm nó được là 22 nè. Đường kính bầu nó là 38. Mã số 12 này em giao lưu là 1.800.000. Dạ 1.800.000 nha. Cũng bao cái ship toàn quốc luôn. Cái này mình ghép ba dài bo vô nữa là chơi ngon lành cô chú anh chị. Em đổi cây luôn à. Mã số 13 cũng là phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Cây này sống khỏe nha cô chú anh chị. Thân lắc nha quý cô chú nha. Rồi chiều cao nó được là 48. Rồi quần eo chỗ này nó được 31. Dạ. Để chạc cho đẹp nè. Cái này cũng dễ lực luôn nha cô chú. Dễ lực được không ạ? Đâm tuột quá trời luôn nha. Dạ, mặt cắt cái vừa mạnh lắm nha cô chú. Dạ chưa. Đường kính bầu nó là 47. Dạ. Rồi cây này thì phôi mai vàng cây trực rắc luôn nha cô chú chị. Đế khá đế luôn à. Mình giao lưu giá bao nhiêu anh ha? Rồi mã số 13 này em giao lưu là 1.800.000, anh cũng bao cái ship toàn quốc luôn. Dạ 1.800.000. Dạ em đã cây luôn à. Đó mã số 14. Dạ mã số 14. Thôi mây vàng cây này cũng đế nôm mà nó gơn cũ nha cô chứ. Rồi chiều cao nó được là 32. Rồi quần eo nó được là 27. Dạ. Đường kính bầu nó là 36. Cây này cái thân nó nu nặng luôn á mấy cô chú anh chị. Ừ. À. Dạ, rồi mình giao lưu cây này giá bao nhiêu ạ? À? Số 14 này mình giao lưu là 1.800.000. Cũng bao phí ship toàn quốc luôn. Dạ rồi, 1.800.000. Em đổi nha.
Rồi tới mã số 15 là cây mai tàng nha cô chú chị. Chào cây mai tàng mã số 15. Cây này trực một cốt tàng form tàng thông luôn nha quý cô chú anh chị. Cao khoảng bao nhiêu vậy anh ha? Chiều cao chắc 2 mét quá. Dạ, tính 2 mét đi. 8 ngàn 1m3. Dạ. Xương cành rất là đều nha cô chú anh chị nha. Độ hoành eo nó được là 33. Dạ. Đế nơm mà nó gom cũ luôn nha cô chú anh chị. Đế đều gan cô chú anh chị. Đều gan luôn à. Đế này cũng cứng bầu luôn rồi nha cô chú chị nha. Dạ rồi, mình giao lưu cây này giá bao nhiêu vậy ha? Rồi mã số 15 này là em giao lưu là 6.3 triệu, bao phí ship là 200 km. Dạ 6.300.000. Rồi em đổi cây luôn nha. Rồi tới mã số 16. Dạ. Phôi tàng mã số 16 nha cô chú anh chị, cây này cũng dán trực đế cũ luôn à. Đâu rồi, em xin chiều cao luôn nha. Nghĩ giá cho đâu rồi. Cho em xin chiều cao luôn anh ha. Rồi chiều cao kể 1,5 m đi. Dạ cao 1,5 m. 8 ngang chỉ cần có sẵn dễ chơi nha cô chú anh chị, 8 ngang 82. Cây này cô chú anh chị mình ghép thành phẩm cây thọ hương hoặc là cúc hoa hồng ha. Chơi ngon lành luôn nha cô chú. Cây này đang sống khỏe hơn cô chú anh chị. Dạ. Ăn năm tượng. Năm một quá trời luôn. Rồi và neo vị trí này được là 34. Dạ. Đế nó gom một củ luôn á cô chú anh chị. Rồi được kính bầu nó được là 55. Để gom xuống rồi cô chú anh chị. Nó cắm xuống hơn luôn ha. Dạ. Cây này có thoát thân nha cô chú anh chị ha. Thoát thân rồi anh đo giùm em luôn khoảng bao nhiêu em. Anh đo thoát thân giùm em luôn nha. Rồi thoát thân tới tay cành đầu tiên là 65. Dạ. Chi tàn có đều luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây này thì mình giao lưu giá bao nhiêu vậy anh ha? Rồi mã số 16 này em giao lưu là 5.900.000. Dạ 5.900.000. Em bao phí ship 200 km thôi cô chú anh chị ơi. Dạ. Cái này nó nặng lắm. Đế là nó gom một củ luôn nha cô chú nha. Cô chú anh chị mình ưng ý cây nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Quý giúp em ạ. Em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề nha cô chú anh chị nha. Rồi em đổi cây luôn ạ. Hết hả? Hết rồi. Dạ, cuối clip anh chào hết cho em luôn nha. Hết rồi phải không? Dạ, cây mã số 16 này là cũng là cây cuối clip rồi cô chú anh chị ơi. Dạ, cuối chương trình em cũng kính chúc quý cô chú anh chị ngày mới an lành là tốt đẹp à. Dạ, cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua. Mong quý cô chú anh chị ủng hộ em, em có động lực làm kế tiếp theo ạ. Dạ xin dạ. Cảm ơn ạ. À, em cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Chúc quý cô chú anh chị mình sưu tầm thêm được nhiều hôm nay đẹp quá luôn nha. Em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn ạ.